Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thụy form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình. Cây này có mã số là 203, có số đo hoành gốc là 46, chiều cao là 47. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.700k bao ship luôn chậu. Cây này về là nhà mình chỉ việc là không có đúc ra và thay chậu nữa nha mình, tại nhà vườn đã vô chậu mới cho em nó rồi, để tránh tình trạng cây nó mất sức nha. Đây, cây sống khỏe, nhà vườn chỉ thốn lại thôi. Đây, form cây đây, cây rất là già nha mình nha. Hầu như là cái lô này về nhà vườn nhập toàn là hàng VIP không nha mình, hàng cằn cỗi không á, trên đồi núi chắc là sỏi đá không nha. Đây, quá trời luôn. Đây này, hôm nay lên sóng giao lưu với nhà mình nha, tham khảo nhà mình yên tâm. Đây, cây rất là già, form thiên nhiên. Rồi mã số 203, 1.700k bao ship luôn chậu, bao sống nhà mình yên tâm nha. Cây rất là cool cây, móc luôn rồi nhà mình, lên móc luôn, ta thấy độ cằn cỗi của cây như thế nào rồi đây. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.